Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày 20 tháng 1, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm, chúc Tết, mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi, 100 tuổi và trên 100 tuổi tại các xã Vân Sơn, Quyết Chiến và Ngũ Luông, huyện Tân Lạc. Tại xã Vân Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đoàn công tác đã đến thăm và trao quà chúc thọ của Chủ tịch nước, quà của huyện, cụ Hà Thị Tơ tròn 100 tuổi và cụ Đinh Thị Ỉn trên 100 tuổi. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đoàn đã đến thăm chúc thọ, mừng thọ hai cụ Bùi Thị Thu và cụ Bùi Thị Đựn tròn 90 tuổi ở xã Quyết Chiến và cụ Bùi Thị Háy tròn 90 tuổi ở xã Ngổ Luông. Tại các gia đình, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hàng ngày của các cụ, chúc các cụ sống lâu, sống vui khỏe và luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Được biết, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trên địa bàn huyện Tân Lạc có 79 cụ tròn 90 tuổi và 6 cụ tròn 100 tuổi được nhận quà và thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện quyết định phê duyệt danh sách mừng thọ chúc thọ 1.122 cụ trên địa bàn huyện. Việc tổ chức thăm hỏi chúc thọ mừng thọ người cao tuổi nhằm thể hiện sự quan tâm chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi theo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống kính lão đắc thọ của dân tộc, động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.